Góc độ thì mình sẽ học từ không độ. Góc độ thẳng xuống mặt đất thì là gọi là góc độ không. Thẳng mặt đất là góc độ không nha. Không là nghĩa là mình không nhích lên, không nhích đi đâu hết, rồi không độ nè. Góc độ khoảng cách ở đây là góc độ 15 độ. Và nhớ là cái góc độ này á, là cái góc độ để mình nhắm và mình cắt để cho nó không bị lỗi cái khớp tóc thôi. Góc độ 15 độ, nghe mọi người thấy cái khoảng cách mà lên dây là gọi là 15 độ, chứ không phải là 45. 45 độ là khoảng cách nó rộng hơn gì, gọi là góc độ 45 độ. Khi mà thấy một người thợ nào đó nâng lên cái tóc cao hơn gì, gọi là góc độ 45 độ ha. Ví dụ một cái người nào đó ta dạy mà ta nói mình góc độ 40 cũng được, không sao. Ví dụ 0, 15, 40, bắt đầu lên tới 60, 90 cũng được, không sao. Quan trọng là góc độ để mình cắt làm sao mà mình dơ cho nó đều để nó không bị đủ thôi nha. Nhưng mà thường là ta sẽ nói về số lẻ thôi, là 0 lên đó là 15, 45, góc độ 45, 75. Khoảng cách góc độ 75 như vậy là gọi là góc độ 75 độ. Nhớ nè, 75, 90. 75 với 90 nó gần với nhau. 90. Này gọi là 90 độ ngang ha. Rồi bắt đầu từ 90 độ này mà mình giơ thẳng lên thì nó có thêm một góc độ 90 nữa. Bắt đầu từ người này là 90, bắt đầu kéo lên nữa là gọi là 45 độ trên. 90 nè, 45 độ trên. Ha. Và 45 độ trên này thì nhiều người thợ người ta sẽ hướng dẫn mình là 135 độ. Nhưng mà nó 45 trên thì được, nó tóm tắt ngắn gọn 45 trên. Cho mình học giống như mấy góc độ thôi để cho mình dễ nhớ nè. 45 trên, 90 ngang nè, 45 độ trên. 75 độ trên nè. Kỹ nè nha. 90 45 90 45 75 90. 90 độ này gọi là 180. 180 độ đứng nha. Mà mình cứ gọi là 90 độ trên thôi. 90 độ trên. 75 độ trên, 45 độ trên. Thì mỗi một cái khoảng cách góc độ mình cứ nhớ khoảng một khoảng tay để cho mình dễ nhớ nè. Này là 90 độ ngang. 45 khoảng cách 45 độ. Khoảng cách 75 độ. Khoảng cách 90 độ. Mỗi một khoảng tay là bao nhiêu độ? Khoảng tay. Thì mỗi khoảng tay thì mình sẽ nhắm cứ nhắm ở trong góc độ 45 độ, chỉ có góc độ gần nhất là góc độ 15 thôi, góc độ 15 độ thôi, còn khoảng cách từ 45, 75, 90 là mình sẽ trong khoảng tay 45. Tại vì khi mà mình cắt tóc đó là mình không góc độ, là mình chỉ dơ là xem nhau thôi. Ví dụ mình dơ này lên 45 độ đúng không, mà nhích xuống tí xíu mình dặn gọn 45 được, nhích lên tí xíu dặn gọn 45 được, chứ đâu ai mà mình bắt cái tóc lên là mình phải cầm cái thước đo đúng 45 độ rồi bắt đầu cắt, cắt xong lại lấy cái thước lại đo đúng không, vậy nó rắc rối thiệt, nhìn nó không chuyên nghiệp. Cho nên góc độ này có nghĩa là mình nhắm thôi, nhắm chừng, chứ nó không có chính xác 100%, nó chỉ được 80%, nhưng mà mình cứ nhắm chừng để mình canh. Chứ thứ hai là cái góc độ này mình nhớ là góc độ nâng lên càng cao thì nó làm gì, càng ngắn nó tạo độ gì, độ tầng. Nâng càng cao thả xuống thì độ tầng của cái mái tóc mình nó càng lên cao, gọi là khi mà cắt những cái kiểu tóc layer rồi đó ha, tóc tầng uốn rồi đó, thì mình phải nâng góc độ cao lên mình cắt để thả xuống cho độ tầng nó lên cao đó. Mình cứ nhớ là khi mà học cắt tóc này nó sẽ có hai góc độ, một là góc độ tạo độ tầng, góc độ thứ hai là góc độ tạo khung. Chỉ cần nhớ hai góc độ đó được, là tạo tầng và tạo khung. Tạo tầng là nâng từ dưới nâng lên là tạo tầng, còn mà nâng mình kéo về trước gọi là tạo khung. Góc độ mà mình kéo về trước nè, góc độ kéo về trước như vậy là gọi là không độ. Này là không độ, từ dưới nâng lên gọi là không độ hết. Tại sao gọi là không độ? Tại vì mình không kéo về trước góc độ nào hết, gọi là không độ ha. Nhưng mà tính theo góc độ nâng lên gọi là góc độ tầng thì nó có góc độ. Gọi đầu từ góc độ kéo về trước như vậy là không độ. Nhích khoảng cách như đây gọi 15, 15, 0, 15. Và góc độ 15 này thì đa số áp dụng cắt cho phô tóc tém thôi mới áp dụng, còn phô tóc dài thì có không áp dụng. Bắt đầu form tóc dài thì mình sẽ áp dụng theo form 45, 75, 90. Không nè, 45 nè, 75, ngang 90. Rồi từ góc độ 90 này kéo về trước mặt, nó lại có thêm góc độ 90 nữa ha. Cái này là 90 đúng không? Tiếp tục nó thì nhiều người đã hướng dẫn là 90 bắt đầu 135, 175, 180. Nhưng mà mình không cần nói vậy, mình nói đơn giản thôi. 90 ngang bắt đầu kéo về trước là 90 song song với trước mặt, gọi là 90 trước, này 90 trên ha. Đó. Còn khi mà trường hợp mà bắt một cái tép tóc ngang hông thì nó chỉ có một góc độ 90 thôi. Ngang hông này gọi là không, 45, 75, 90 hết, chứ nó không có 180 ha.
tại vì bắt hay không thì nó chỉ có một cấu độ 90 thôi đó, nó là vậy. Chỉ có bắt từ sỏ kéo về trước nó mới có hai cấu độ 90, và bắt từ gió kéo lên trên nó hai cấu độ 90 ha. Còn mình bắt một cái tép tóc ngay giữa, từ giữa này mình kéo lên thì nó cũng có một cấu độ 90, thí dụ vậy là không 45, 75, 90 ha, cứ nhớ như vậy là được nha. Rồi góc độ mà khi mà góc độ mà bắt tóc lên mà kéo về trước cắt á, là góc độ mình tạo cái khung lại về sau. Mình kéo về trước càng nhiều thì tạo về sau cái khung mình nó càng nhọn nhiều. Đó là tạo khung. Khi mà mình gặp một người thợ mà cắt tóc, người ta kéo về trước cắt là biết người ta đang tạo cái khung lại về sau ha. Rồi người ta bắt cái tóc mà người ta lại kéo phía sau người ta cắt thì mình biết người ta đang tạo cái khung chuối về trước. Chung khung chuối về trước là phía sau ngắn, phía trước dài, như là những cái kiểu ngang chuối đó. Đó thì ví dụ người ta kéo về sau cắt, thả chú về trước, kéo về trước, nó chẽ chú về sau, chú về sau là thành kiểu tóc lá. Được. Đó ha, đó là cái gọi là cái góc độ khung, tạo khung. Khi nhớ hai góc độ là tạo tình và tạo khung. Cho nên khi mà mình nhớ hai góc độ này rồi á, khi mà khách hàng người ta vô người ta đưa cho mình một cái mẫu tóc, mình sẽ coi cái mẫu tóc đó độ tình tới đâu. Độ tình, ví dụ mình thấy mẫu tóc đó độ tình lên phần nửa tóc, thì mình coi độ tình lên nửa tóc, cái đầu mình sẽ xem cái độ lại tới đâu. Độ lại lên tới càng. Thì lúc này mình sẽ bắt tóc, mình sẽ chỉnh cái khung trước, mình kéo vào trước, mình cắt độ lại từ cằm lại xuống, lại từ cằm lại xuống thành kiểu layer cao lên bung lên. Còn mình thấy độ tầng tới đâu phần nửa tóc thì mình sẽ bắt từ đó tóc dọc mình nâng lên, mình cắt cắt tầng. Thí dụ mình nâng lên góc độ 75 trên, thả xuống độ tầng nó vẫn chưa được nửa tóc, nó còn thấp, thì tiếp tục mình nâng lên 90 trên. 90 trên thả xuống độ tầng lên nửa tóc rồi thì tất cả những tép còn lại đều nâng lên góc độ cuối cùng của nó, góc độ 90 ha. Cho nên khi mà mình thấy một cái form tóc mà mình chưa từng cắt qua nhưng mà mình đã nắm được góc độ tạo khung và tạo tầng là được rồi. Tạo khung là cái độ dài này. Khi mà khách hàng đưa mình một cái hình mẫu, mình thấy độ dài nó từ càm lại xuống hoặc là từ giữa cổ lại xuống, từ bờ vai lại xuống, thì trước tiên mình sẽ tạo cái khung trước, bắt tép tóc dọc lên nâng lên kéo về trước, cắt từ cái độ dài này, cắt lại về sau. Là này hướng dẫn cho mình biết, hồi vô bài cắt mình sẽ dễ hiểu hơn nha. Thường cái luật đi cái kéo ấy. Rồi khi cắt tóc là nhớ là kéo phải giấu về sau lưng, phải giấu đằng sau. Nam nữ thì phải tập giấu về sau chứ đừng cầm vậy, cầm vậy mình chia nó sẽ bị nối, thì nó không chuyên nghiệp. Giống với kéo về sau, cầm được bằng bàn tay. Học góc độ thì mình sẽ không có học nhiều đâu, mình học đơn giản đi thôi. Và cái góc độ chẳng hạn như góc độ mình thường, bình thường khi mà mình đã nắm được cái góc độ rồi thì góc độ gì gọi là mấy độ? Bằng phẳng nhà là mấy độ? 0 độ. Nhích nhẹ lên thì 15 độ, 0 độ 45, 75, 90, 75, 45, 15 là khác, 0 độ là nằm. Rồi khi mà mình đặt cái kéo cho mình cắt về thì đã giờ là 0 độ. 0 độ là dành cắt những phân ngang. 0 độ ha. Kéo lên là 0 độ là 45 độ này, 75 độ là gần như đứng thẳng 90. Đó thì những cái góc độ từ cái tết tóc mình có thể mình dơ ra. Khi mà cắt những phân tóc lá thì thường là để cái kéo 45 độ cắt nó nhỏ. Rồi khi mà chia tóc là mình chia tóc là mình sẽ chia làm sao mà ngay chỗ cái đường ngôi gạch thẳng ra, tách ra. Đây là cách chia tóc nha, hướng dẫn sơ và cách chia tóc. Cầm cái lược ngang về chia chứ không được cầm dọc về chia. Cầm dọc về chia bắt đầu mấy cái ngang nó dính cho mấy cái lược này, mấy cái tóc dính cho mấy cái lược này, nhìn nó không chuyên nghiệp, phải cầm ngang như vậy. Cầm ngang vậy nè, gạch thẳng xuống ngay tới on, tách nó ra làm hai bên, tự động nó sẽ thẳng chảy làm hai bên trái phải. Rồi cho đầu cuối xuống tí xíu nữa, gạch tiếp tục tới ngay on, tách nó ra, tách hai bên trái phải. Rồi xoắn lại, đơn kẹp chỉ. Kẹp nó lại cho nó gọn chưa. Đây gọi là chia tóc làm hai phần. Hai phần là mình chia như vậy, gọi là chia làm hai phần. Chia phần khác, chia tầng khác. Cắt tóc thì nhớ kẹp dịch mình cứ kẹp ở trên tay áo nha, đừng có kẹp dưới quần, đừng có kẹp kẹp dịch dưới thấp mà mình kẹp lên trên đầu người ta, có nhiều người ta đã không thích nha. Cái kẹp trên tay áo hoặc là trên cái những bạn nữ thì có thể kẹp lên tóc của mình phía sau. Đó, chia hai phần là chia như vậy.
nói chung mình kẹp làm sao mà cho nó gọn, chia hai phần trái phải. Rồi tiếp tục là chia làm bốn phần thì mình chia làm bốn phần thì mình trước tiên phải tách làm hai phần trước, rồi mình sẽ canh từ ngay giữa đến đầu, gạch thẳng xuống ngay dành tay sau, tách ra thẳng xuống ngay dành tay sau nha, dành tay phía sau chứ đừng có chia ngay giữa tay, ngay đúng cái dành tay sau, ngay dành tay sau nha. Để khi mà mình cắt tóc nó dễ, còn mình kẹp chuỗi nó dễ, chứ đừng có chia ngay giữa tay nó sẽ bị dướng. Chia ngay dành tay sau, chủ yếu là cái phía trước này nó có một cái khoảng tóc nhiều để mà khi mà mình kẹp chuỗi mình chia ra một bản nó vừa đủ một cái máy kẹp. Chứ nhiều bạn chia ngay giữa tay rồi cái tóc phía trước nó vẫn lem lét, rồi lúc đó mình chia từ tép mình nhìn nó không có hợp lý ha. Chia ngay dành tay sau. Khi mà đối với tóc dài á, thì mình chia xong mình có thể mình sắn và mình kẹp vậy thôi cho nó gọn, không cần phải kẹp ở trên đỉnh. Mình tách nó ra như vậy rồi mình để cho nó có khoảng trống vậy được. Để khi mình bắt cái tóc này vô lên nó không dính cái này là được. Bên đây cũng tương tự, gạch thẳng xuống ngay dành tay sau, gạch và nếu mà chưa thẳng thì gạch thì nào cho nó thẳng thôi. Ngay dành tay sau tóc nó ra, chạy thẳng nó ra, xoắn nhẹ lên cái nó đơn giản ha. Đây gọi là chia tóc làm mà 3 phần. Nếu mà mình chia là 3 phần thì mình sẽ chia như vậy. Chia làm 3 phần nào mình sẽ chia phân 2 phần bát là có là 3 phần. Chứ không phải là mình chia 3 phần là cái số lượng tóc nó đều như nhau đâu nha. Có nghĩa là 3 phần là phải chia làm sao là lúc trước có nhiều khi bạn có trước có một bạn đã từng làm thời phụ kêu chia làm 3 phần, bạn nó chia làm sao 3 phần là cái lượng tóc bằng nhau. Bắt đầu là nhìn cái con tóc nó không ra cái đường chia. 3 phần là mình sẽ phân 2 phần bát và 6 phần là 3 phần. Và chia làm 3 phần này áp dụng cho mình có thể mình vô thuốc hoặc mình kẹp đuổi một mình thì mình sẽ làm cái phía sau trước rồi sau đó làm 2 phần bát. Hoặc là cắt những cái phân ngang thì chia làm 3 phần, cắt cái ốc trước sau đó cắt 2 phần bát. Rồi chia ra làm 4 phần thì mình sẽ canh ngay giữa đỉnh đầu và thẳng xuống ngay đó. Chia làm 4 phần, tách 2 phần trái phải, 2 phần bát và 2 phần sỏ là 4 phần nha. Rồi chia làm 3 phần phía sau, chia làm 2 tầng từ trên và từ dưới thì mình nhớ là trên tay mình cầm kéo với lược thì chia tóc bằng cái lược. Lúc này mình cầm thêm viên kẹp dịch nữa thì chia tóc bằng cái kẹp dịch. Mở cái lược rộng ra, bao kẹp dịch rộng ra, chia làm 2 tầng từ trên và từ dưới ha. Trong quá trình chia như vậy thì mình thấy chỗ nào mà nó còn chưa đều á, nó còn chưa thẳng hàng đó thì mình sẽ chia lại. Mình sẽ bắt những cái cọng lên, nắm nó lên đó, để cho nó thẳng hàng ngay nói thôi. Những cái chỗ nào nó chưa được thẳng thì chỉnh nó lại, nó cho nó thẳng lại. Sau khi thẳng rồi là mình kẹp cái kẹp dịch để dưới, chạy thẳng ở trên rào lại, sắn màu là mình sẽ sắn như vậy ha. Rồi đưa cái ngón giữa đánh vòng tròn sắn nó lên trên, lấy kẹp dịch kẹp nó lại đó ha, để cho nó không bị dướng hai bạn hai bên không. Đó, để còn nếu mà trường hợp có một mình làm thì mình không cần phải làm gì chi mất thời gian ha, mình chỉ sáng nhẹ thôi nè, sáng nhẹ xong bắt đầu kẹp lên. Rồi cái phần tóc dư này nè, để mấy bên trái hoặc là để mấy bên phải. Chứ người nhiều bạn chia xong cái dục phía trước thì là lỡ trong cái đuôi tóc nó có dính vài hộp thuốc, dục phía trước dính mặt người ta, cho nên để hai bên. Là trường hợp hai bên đây là không có người làm, còn nếu mà có hai bạn kẹp duỗi hay làm ở đây thì mình phải cuộn gọn nó lên ha. Đây gọi là chia làm 3 phần, phía sau chia làm 2 tầng. Tầng là mình sẽ chia 2 lớp, lớp trên là lớp dưới là tầng. Còn chia phần là mình sẽ dọc chéo xuống gọi là chia phần ha. Còn chia từng lớp mỏng gì gọi là chia tép, mỏng mỏng gọi là tép. Đó, nói chung là những cái đường chia cơ bản cũng nó chỉ đơn giản thôi, không gì khó. Rồi bây giờ mình sẽ vô trong bài cắt. Đối với đầu gan giả này thì mình sẽ nước mình cắt để chảy cho nó không bị xù, còn rồi sau này mình cắt đầu thiệt thì mình cứ để khô mình cắt luôn. Đầu thiệt để khô cắt luôn cho nó dễ hơn. Đầu gan giả này mà mình để khô mình chảy còn nó bị xù, tại vì chất tóc nó dở hơn cái tóc kia. Rồi khi mà cắt tóc lá nè, lá nhọn cũng cho cái mình cắt lá nhọn. Trước tiên thì mình sẽ coi cái đường ngôi của người ta.
hai máy thì mình sẽ chia hai máy, còn một máy sẽ chia một máy, tách cái ngôi ra chúng ta chứ. Ví dụ hai máy tách ra hai máy trước, bên trái và bên phải. Đó, đầu mình sẽ vô bài cắt luôn, không cần phải chia gốc gặp dịch, chỉ cho mất thời gian, mình sẽ đi theo con đường ngắn gọn, tắt cho nhanh, bắt từ đó tốc dọc. Bạn nào thuận bên tay phải cắt với bên trái trước, còn bạn nào thuận bên tay trái cắt với bên phải trước nha, nhớ kỹ nha, bắt từ lớp dọc. Mỗi một lớp như vậy mình chia làm mà 3 tép cho tới 4 tép được rồi, không cần phải chia quá nhiều. Rồi chạy thẳng tóc ra này. Trước khi cắt tóc thì mình phải chải nhiều chiều, chải vừa chập 2-3 cái để cho nó thẳng. Cái nhất cái hai nữa để cho khách hàng nhìn vào thì nó chuyên nghiệp hơn. Cái nhất cái hai người ta sẽ nói là các bạn này cắt tóc mà kỹ, là trước khi bắt cái tóc lên cắt là cần phải chải kỹ ha. Còn mình bắt cái tóc lên cái mình chải ra mình cắt luôn, người ta nói mình cạo chải con cái một, nhiều khi tóc chưa thẳng đâu cắt rồi, cho nên bắt lên tóc lên phải chải 2-3 cái vừa chải vừa chập lên. Cái tay mình cứ xoay xoay vòng vòng vậy. Đó là mình sẽ chải bên ngoài, mình xây cái lường để chải bên ngoài. Bên ngoài mình chải một hai đường thôi, không cần chải nhiều. Còn như là chải bên trong cũng không nên chải như vậy quá nhiều, tối đa là 3 đường thôi, 1, 2, 3, đơn giản ha. Rồi bắt đầu cắt này. Tóc này, cái này không có bầu vai thì cho nên mình khó canh hơn, nếu có bầu vai thì mình sẽ dễ canh hơn nữa. Nâng lên 45 độ. Có cái cắt tóc lá xòe lè là chỉ nâng góc độ tối đa của nó là 45 thôi, đừng nâng quá cao. Nâng cao nâng cắt thì nó bị độ tầng nhiều, và bị độ tầng nhiều mà tới khi mình cắt xong mà mình không làm kỹ á, mình không duỗi đi kia nọ rồi đó thì nó bị bung tầng nó xấu nha. Rồi khách hàng về nhà cũng phải luôn tầng. Trường hợp tóc lá tầng thì mình mới nâng tầng cao, còn lá xoe là không, nhớ kỹ nha. Nhưng mà hai cái lá tầng này dành cho giới trẻ thôi, 15, 16 tuổi thôi, còn đối với lớn tuổi từ 20 đến lên nên cắt lá xoe thôi. Lá xoe lên 45, kéo về trước 45 độ, nâng lên 45 độ, kéo về trước 45 độ. Rồi chạy thẳng ra nè, tay kẹp xéo. Rồi lúc này mà khách hàng tóc lá điểm chuẩn của nó là từ bờ vai đổ về sau, còn khách hàng ta muốn ngắn lên tới đâu thì lúc này hỏi ý kiến khách hàng trước khi cắt. Mình hỏi chị phía trước là chị muốn ngắn tới đâu, chị bắt đầu khách hàng rồi cắt cho chị ngắn tới đây thì mình cầm từ cái bí đó mình cắt xuống nha. Rồi bắt đầu mình tới đây cắt xéo nè. Cắt nó có hai dạng, một là cắt, hai là xước, cắt bên ngoài xước và xước bên trong. Bây giờ chỉ cho mình cắt trước cái này, chỉ cho mình cái dễ trước này. Cắt nè, tay kẹp xéo. Xéo này là xéo mấy độ biết không? 45. Tay kẹp xéo này xéo 45 độ ha. Đặt cái kéo này cũng là kéo 45 độ nè, này là 0 độ nè, đúng không? 45 độ, 75 độ, 90 độ là thành cắt ngang. 75, 45 ha. Phải để kéo 45 độ cắt. Với lại trước khi cắt lá nhọn mình phải coi cái khung. Có nhiều người cắt lá nhọn mà mình không để cái khung phía sau nó bị ngắn, nó bị ngắn hơn cái phía trước, mình cắt ít quá hỏi đâu ra nhọn được đâu. Thì bắt buộc ở trên phải cắt cao lên mới ra nhọn được nha. Rồi kẹp thẳng, thấy tóc đó là thẳng rồi. Bắt đầu mình kẹp nâng lên 45 rồi đúng không? Rồi khi cắt thì mình không cần phải cúi người xuống chi đâu, đau lưng mất thời gian. Khi mà kẹp chặt tay rồi vô và cắt luôn. Nha. Nhưng mà vô lên thì không được để cho tép tóc bị tuột. Nếu bị tuột là phải chải lại. Trước khi đặt kéo vô cắt là mình phải coi góc độ đúng chưa, cái hướng kéo mình trước đúng chưa, đúng rồi mới đặt vô cắt. Chứ không phải là chưa đưa vô cắt, đưa vô cắt là dành cho những người ta cắt quen rồi nên khác, còn mình chưa quen. Nhìn trước nhìn sau, bên trái bên phải đúng hướng chưa, tay kẹp đúng góc độ chưa, đúng rồi đưa lên cắt. Khi cắt thì cái kéo mình sẽ cắt, mình sẽ thụt về sau lưng như vậy, thụt về sau như vậy để cho nó ăn tóc dễ hơn, nhất là những cái kéo nó hơi lục lục ấy. Còn mình cắt mà đẩy tới là tóc nó bị chạm tóc. Rồi sau khi cắt xong, giữ nguyên vị trí đó, không được thả ra, lấy cái lược chải nhẹ lên cái tỉa mỏng. Nếu trường hợp mình cắt như vậy thì cái tóc của mình nó sẽ bị độ nặng của cái phần đuôi tóc, cho nên mình cầm cái tỉa xoa len nha. Tỉa xoa len mỏng đó.
test thứ nhất. Qua test thứ hai. Test thứ hai thì lấy qua test thứ nhất làm điểm chuẩn. Qua test thứ hai lên thì bạn sẽ đưa một cái ngón tay ra lấy qua test thứ nhất làm điểm chuẩn. Chải thẳng tóc ra. Cũng nên lên 45 độ, kéo về trước 45 độ. Nhưng mà không có kéo giống như test đầu tiên nữa nha. Nếu mà kéo giống test đầu tiên nữa thì thành mấy độ? Thành 75 độ. Nha. Nhớ nha. Cứ nâng lên 45, kéo về trước 45. Còn mình không nhớ nữa thì mình cứ nhớ là test đầu tiên là nâng lên 45 độ, kéo về trước là song song với nửa mặt. Rồi thả về. Test thứ hai nâng lên 45 độ, kéo về trước bằng test thứ nhất. Test thứ ba nâng lên, kéo về trước bằng test thứ hai. Test thứ tư nâng lên, kéo lên bằng test thứ ba là 45 điều đó. Nếu mà mình không nhớ thì mình cứ nâng lên kiểu đó. Còn mình kéo hết về trước luôn á thì nó ra cái form nhọn nhiều hơn. Nếu mà trường hợp khách hàng muốn cắt là em cắt cho chị là giữ nguyên cái độ dài phía xuôi đuôi tóc thì tất cả mình kéo hết rồi chứ. Còn mình cắt theo dạng là từ trên dưới mình cắt đều hết thì mình sẽ nâng theo góc độ. Rồi bây giờ bắt test thứ hai nè. Mình có thể là mình bắt theo kiểu này, lấy vào test thứ nhất bắt dính với một lớp thứ hai cũng được. Còn không thì bắt lớp thứ hai xong đưa một con tay ra lấy vào test thứ nhất. Nói chung là đường nào cũng được hết nha. Rồi chạy tóc thẳng ra, nâng 45 kéo trước 45. Khi mà mình còn mới chưa quen thì mình cần phải nâng như vậy, nâng 45 kéo trước 45. Còn khi mà mình đã quen rồi thì mình bắt cái tóc lên tự động mình kéo về hướng về trước 45 luôn, thì dưới nâng lên lúc đó 45 rồi nha. Là kéo bằng test thứ nhất, tay gạt xéo. Rồi mình lấy cái điểm ngắn của test thứ nhất làm điểm chuẩn, rồi mình cắt làm sao cho liên kết với test thứ hai. À, cắt xong chạy nhẹ lại cái bóng tỉa mỏng, còn nếu mà nó mỏng thì thôi phải tỉa. Đó là xong. Xong test thứ hai, tiếp tục test thứ ba. Những bạn nào tay làm bự lớn thì mình có thể bắt test dây lên cho cắt một cái đợt thời gian. Test thứ ba này phải lấy hết test luôn nè. Test thứ ba muốn là mình xác định lấy hết thì mình phải chia nửa đầu ra. Không được lấy cái phần phía bên phải nha. Lấy phần phía bên phải mình kéo về đây mình cắt vào bị lỗi á. Lấy đúng nửa đầu phần của nó thôi. Rồi test thứ ba nè. Lấy quả test thứ hai làm điều chỉnh nè. Có tay mình bự thì mình đắp nguyên test bự luôn. Chải lên chân cho nó thẳng, một vài cái cho thẳng ra. Rồi kéo về trước 45 độ. Tay kẹp xéo nè. Đó. Mà thấy test thứ hai không? Bây giờ mình sẽ cắt liên kết cho nó ăn luôn vô test thứ ba cho nó liên kết với nhau. Rồi chải nhẹ lên cái chỗ này nó hơi dày thì tìm mỏng ra. Đó đây là xong một bên. Sau khi cắt đối với tóc lá thì sau khi cắt lá nhọn thì nó cắt xong nó cái hành chữ V rồi lá nhọn, còn nó cái hành chữ C là lá bầu, lá nó có hai dạng. Rồi sau khi cắt xong thì giai đoạn chỉnh khung, mình cắt xong bên nào mình chỉnh khung bên đó luôn được, còn không thì cắt hết đầu thì chỉnh khung. Bây giờ chỉ cho cắt chỉnh khung. Bình thường lúc trước này kiểm tra rất là nhiều bạn cắt bên tóc nữ là cắt xong không có chịu chỉnh khung, là sau khi cắt nó ra cái khung rồi cắt xong như vậy đúng không, để vậy luôn rồi cắt phần còn lại, cắt xong xuôi hết rồi bắt đầu chải hết bắt từ sau lưng, cái bấm theo hình chữ V xuống này là vậy là xong cho khách hàng đi về. Nó là sai, khách hàng đó mà vô trong những chỗ mà chuyên, những người thợ mà người ta làm chuyên rồi người ta chỉnh cái thấy bị dư, tại vì khi mà cắt xong rồi phải chỉnh khung, khung trước khung sau, chỉnh không sướng trước là chia ra. Những bạn nữ nào tay nhỏ thì chia làm hai test. Rồi kéo về trước. Khi mà chỉnh khung là bình thường mình cắt mình nâng lên 45. Chỉnh khung là không được nâng lên 45 để độ không độ. Sát vô khuôn mặt khách hàng. Để góc độ không độ nhưng mà vẫn kéo về trước 45 độ. Áp sát vô khuôn mặt. Đó, chỉnh khung nè. Lúc này mình thấy chỗ này nè, mình bấm cho nó liên kết lên nè. Loại bỏ những cái chỗ khuyết điểm nè. Khi mà chỉnh khung là chủ yếu là mình cắt bỏ đi những điểm dư. Cái tóc của mình á, sau khi cắt xong á, nó chỉ được 80% thôi. Còn 20% còn lại là 20% mình phải chỉnh khung thì nó mới ra đều cái tóc được. Rồi tiếp tục. Cái test thứ hai. Lấy quả test thứ nhất chải thẳng tóc ra.
để tốc độ 0 độ kéo về trước. Step thứ hai này mình kéo về trước chỉ cần kéo qua bờ vai là được rồi nha, qua bờ vai thôi. Áp sát vô trong da đầu, kéo thẳng ra, tay kẹp xéo. Mình sẽ coi những cộng nào bị dư thì cắt bỏ những cộng dư nè ha. Chốt này cắt bỏ những cộng dư. Rồi tỉa mỏng nó ra. Nó vậy nó ra một cái form tóc lá nhọn xuống. Đó là cái cách chỉnh khung bình thường này, những bạn đã cắt tóc nữ xong có chỉnh khung cái gì không? Không đúng không? Em có chỉnh không? Có cắt qua tóc lá chưa? Mà có chỉnh như vậy không? Không đúng không? Tại vì đa phần trước đây kiểm tra nhiều bạn mở tiệm rồi tới khi bạn cho cắt xong, bắt đầu bạn đã cắt được rồi tới khi bạn lại chỉnh khung có thể kéo về trước toàn bị dư thôi. Tại sao nếu mà những cái tóc đó mà mình không chỉnh khung đi, mà tóc của khách hàng này là sau khi cắt xong mình không chịu chỉnh khung trước, khách này chỉ cần qua salon khác thì người ta chỉ cần chải cúc vô hoặc kẹp cúc vô là thấy nhiều nó bị lồi những dư lên. Và khi chỉnh khung mà để không độ, không độ thì để cho cái lớp dưới nó bị dư là mình phải cắt bỏ đi. Còn khi mà mình nâng lên mình cắt đi chi không, để cho nó tạo độ xoăn le. Còn mình nâng lên mình cắt tạo độ xoăn le nó bằng, nhưng mà thả xuống thì cái khung trong, lớp trong lớp dưới cùng nó cũng sẽ bị dư lởm chởm, cho nên cần phải chỉnh nha. Rồi sau khi cắt xong một bên rồi lúc này mình sẽ cắt phần còn lại. Phần còn lại nếu có trường hợp tóc khách hàng để hai mái thì mình sẽ lấy một bên cắt chưa cắt và một bên cắt rồi, cho thẳng lên 90 độ trên, bấm bấm cái bên chưa cắt bằng cái bên cắt rồi, rồi thả ra. Lúc này mình sẽ canh từ cái bí này mình cắt xuống cho nó đều hai bên. Trong những kiểu tóc dài, tóc lá là tóc khó cắt nhất đó nha. Chỉ cần cắt được tóc lá nó kiểu kia vậy. Rồi sau khi mình chỉnh khung như vậy rồi, nếu mà trường hợp tóc hai mái mới làm vậy, còn nếu mà trường hợp tóc không phải hai mái thì mình sẽ không có canh như vậy. Thí dụ cắt tóc mà thí dụ 64 hoặc 73 đó thì lúc này mình sẽ canh theo bờ vai. Thí dụ bên đây mình canh từ cái đầu bờ vai cắt xuống thì bên đây canh đầu bờ vai cắt xuống. Bên đây ngay giữa bờ vai thì bên đây mình sẽ canh ngay giữa bờ vai ha. Đó là cách canh thứ hai. Rồi cách canh thứ ba là mình sẽ không canh theo bờ vai luôn. Bên đây mình cắt xong một tép đúng không? Để đâu một tép. Rồi bên đây mình bắt một tép nhỏ. Mình sẽ đo thấy nó cân bằng nhau này. Này, mình lấy một bên tép cắt rồi với một tép và chưa cắt. Mà mình đo ví dụ tép như tép tép trong thì chưa cắt đi. Không, mình đo nó cân bằng nhau luôn đúng không? Chỉnh cái đầu ngay thẳng rồi. Mình lấy một tép nhỏ chưa cắt, tép này nó thì trên rồi, lấy tép bên trong đi. Đó, thêm một tép dài, một tép ngắn. Rồi lúc này mình sẽ đo kéo làm sao mình nó cho cân bằng với nhau. Kéo về ngay giữa trung tâm cào, cho nó cân bằng nhau. Còn mình cắt nhẹ lên cái ha. Đó là cách thứ ba. Rồi cách tiếp theo là cách thứ tư là bắt nguyên cái lớp mình cắt luôn, không cần phải đo trước, bắt nguyên lớp luôn. Mình dẫn nâng lên 45 độ, kéo về trước 45 độ, tay kẹp xéo. Rồi lúc này mình sẽ lấy một cái tép tóc đã cắt rồi, lúc này mình sẽ đo kéo về đo cho nó cân bằng nhau, chụp cái gạt kẹp chắc hay chụp cái bí mình đo, đưa cái mũi kéo cắt nhẹ xuống cái ha, cắt nhẹ xuống đây để cho nó có cái điểm chuẩn trước. Tiếp đầu tiên mình cắt nhẹ cũng vậy luôn cũng được ha, cắt theo một đường kéo. Rồi đầu mình sẽ chải lại như vậy, tỉa mỏng để cho liên kết lên. Cho nó có một đường xíu. Đó. Nhớ là khi mà cắt tóc lá thì mình cắt phía bên trái thì mình sẽ đứng phía sau mình cắt. Còn khi mà cắt đứng bên phải thì mình đứng phía trước mình cắt một hai tép thì sau đó đứng phía sau. Còn không đứng phía trước cắt hết cũng được. Tép thứ hai nếu mà tép thứ nhất là điểm chuẩn. Người cũng làm cái chung cũng làm độ. Kéo bằng tép thứ nhất này. Dài hàng tóc này. Tay kẹp xéo. 45 độ dưới, 45 độ dưới ha. Thấy đúng góc độ chưa? Rồi lúc này mình sẽ cắt xuống như vậy ha, cắt xuống như vậy.
Và sau khi cắt, nếu mà trường hợp mình cắt xuống như vậy xong, bắt đầu mình tỉa mỏng sau đen và mình trả nhẹ ra bên trái, mình đưa vào mình tỉa mỏng sau đen như vậy thì nó không có chuyên nghiệp. Kéo xuống mình cắt xong, mình sẽ xây cái tay cái lực qua chạy kéo cái gì và lúc đó mình tỉa như vậy nó chuyên nghiệp hơn. Rồi cái đó là cái cách mình đứng phía trước mình cắt một vài chép thôi để mình cân bằng hai bên, rồi sau đó mình sẽ đứng phía sau, mình tập đứng phía sau cắt luôn. Rồi chép thứ ba này, cái này mình chia ra thành bốn tép. Tép thứ ba đấy, mà tép thứ hai là điểm chuẩn này, chạy thẳng xuống về trước, sau đó đặt cái lùn cho chạy vừa chạy vừa chậm này, chạy thẳng trong chân ra này, mình chạy cái kéo về trước hướng 45 độ trước, rồi dưới nâng lên mình cũng sẽ canh hướng 45 độ nâng lên luôn, tay kẹp xéo ra này. Đó, mình lấy cái điểm ngắn của tép thứ hai, tay kẹp xéo bấm găng cưa cho liên kết với tép thứ hai ha, rồi trả nhẹ ra cái bấm tiêm mỏng. Đó, tép cuối cùng chia ra nửa đầu, tép cuối cùng là tép thứ tư, lấy tép thứ ba làm điểm chuẩn này, chạy thẳng sắp ra. Kéo về trước 45 độ, xéo ra, thế dừng tí xíu à, thì mình cắt tí xíu này thôi, rồi tỉa mỏng. Rồi bước tiếp theo là bước chỉnh khung, bên kia đã chỉnh rồi, tiếp tục mình sẽ chỉnh bên đây, chia làm hai phần trái phải. Chỉnh khung cô để độ không độ, ôm sát vô khuôn mặt. Chỉnh khung thì mình có thể cho khách hàng hơi ngã đầu về sau lưng tí xíu, ôm sát vô khuôn mặt, tay kẹp xéo, xéo thẳng nguồn gốc của mặt đó. Này dư tí xíu là bỏng nhẹ cái xíu đó đi. Còn trường hợp mà thấy nó không dư mà thấy nó hơi dày thì sẽ bỏng sau này. Tiếp tục tép còn lại, lấy bộ tép vừa cắt xong làm chuẩn, vừa chỉnh không. Khi mà chỉnh chỉnh khung thì mình vẫn phải lấy cái tép đã chỉnh rồi luôn nha, vẫn phải lấy, rồi để cũng độ không độ, áp sát vô cái nhà đầu này, kéo qua bầu vai, xéo ra. Đó, qua đây nó còn dư nữa, ha, dư tí xíu nữa, rồi tiếp bỏng nó ra. Thì là xong một cái form tóc lá hình chữ V. Cái này nó không có bờ vai, khi mà có bờ vai thì nó sẽ đỡ lên. Bây giờ cái bờ vai lên thì mình sẽ ra một cái form chữ V kẹt cao lên nè, nó không có bờ lưng, không có bờ vai. Rồi sau khi cắt xong vậy là xong chưa? Chưa. Cái này là mình cắt xong cái khung xong xuôi hết rồi. Bắt đầu giai đoạn tiếp theo, giai đoạn chỉnh tầng. Chỉnh tầng xong cái nữa là mình mới chỉnh khung phía sau. Cái chỉnh tầng này quan trọng lắm đó nha. Có ai cắt xong có ai có chỉnh tầng này không? Chỉnh tầng thì mình sẽ đánh một cái vòng tròn đầu, vòng tròn đầu của tầng trên. Bạn nào thuận bên tay phải thì mình sẽ đứng với bên tay phải của khách hàng, bạn nào thuận tay trái thì bên tay trái của khách hàng nha. Rồi chỉnh tầng thì tay mình sẽ kéo lên trên, tay kẹp xéo xuống như vậy, kẹp chặt tay tới đây mà cái phần phía sau nó rớt cũng mình kéo được ra. Đó, mình thấy phía sau để trở lại phía sau nó ngắn hơn này. Cái chỉnh tầng là quan trọng, ví dụ khách hàng người ta cắt chỗ khác cái độ tầng nó bị trên lệch mà qua mình chỉ cắt cái khung tóc lá thôi, mình không chịu kiểm tra là cái tầng, đỡ khách hàng qua một tiệm thứ hai nữa, qua tiệm tiếp theo cắt nữa mà tiệm nó kiểm tra độ tầng nó thấy bị dư thì khách hàng sẽ nói rồi chị mới cắt tiệm nào gần nhất ở đây chứ, là người ta sẽ chỉ một tiệm mình. Cho nên cái tầng cũng quan trọng, kẹp chặt tay lên, hạ thấp xuống này. Mình thấy phía sau cái phần đuôi ngắn này, bằng trước này hơi dài đúng không, thì mình sẽ bấm xéo xuống như vậy, bấm xéo xuống, mình phải để cho phía sau nó dài chứ, nó phải ngang cái đường xéo ha, chỉnh nó phải ngang cái đường xéo như vậy. Chứ không được chỉnh tầng là không được dơ, bấm ngang bằng là sai. Có ai dơ chỉnh tầng như vậy không? Em cắt có chỉnh tầng không? Cắt không? Giờ lên tay gạch ngang bấm bằng qua luôn hả? Nó là sai. Biết tại sao sai không? Thì đa phần nhiều bạn chỉnh tầng cứ dơ lên bấm bằng,
trừ khi cái khung của mình là khung bằng khung ngang thì em giơ lên bấm bằng đúng, còn khung của em là khung xém hình chữ V mà em lại giơ lên bấm bằng, thì khi mà bấm bằng thả xuống thì tự động như cái khung chữ V và tự động độ tầng nó bằng. Các bạn nghe nó là sai nha, đó là cách chỉnh tầng sai, cho nên chỉnh nó phải chỉnh chữ V này. Giống như cái khung của mình là từ ngắn tới dài thì độ tầng của nó cũng phải từ ngắn tới dài, chứ độ tầng bấm bằng cũng là sai nha. Đó là cái cách chỉnh tầng của tóc lá. Nói chung là tất cả những con tóc mà sau này thấy cái khung nó lại làm sao thì khi chỉnh tầng lúc nào tay cũng phải chước về trước, từ ngắn tới dài, cái khung của nó cũng từ ngắn tới dài nha. Rồi sau khi chỉnh tầng xong xuôi hết rồi, bước tiếp theo nữa thì thường là mình sẽ chỉnh hai bên phần bát cho nó có độ nhẹ, hai bát được chỉnh cho nó có thêm cái độ nhẹ. Có nhiều bạn cắt cái hộp tóc lá nhưng mà hai bên phần bát nó bị nặng hai bên, bắt cái tép hai, bắt cái tép phần bát lên. Sau khi mà đã chỉnh đều, bắt cái tép phần bát lên. Ban đầu thì mình cắt bằng tép 45 đúng không? Rồi khi mà muốn chỉnh cho phần bát có độ nhẹ thì mình bắt tép lên, kéo lên 90, kéo lên tốc độ 90. Khi mà kéo lên tốc độ 90 thì nó sẽ theo cái hướng là từ ngắn tới dài, đúng không? Đó, thì khi cái bàn kéo lên 90 nè, rồi mình sẽ bấm mỏng, bấm cái chỗ này là thiệt mỏng ra mà cho nó ngắn được chút xíu, mỏng ra cho nó ngắn cho bạn tầm một phân nè, để mỏng ra cho này nè, để thả xuống cho nó mạnh tóc và bắt chảy ra cho nó dưng ra một đoạn sâu, bóng sâu vô, để mỏng sâu vô. Khi mà tỉa tóc hoặc là tỉa sâu gì gọi là tỉa gì biết không? Tỉa là mỏng tóc gọi là tỉa chích chất nha. Tỉa chích chất gì nó có tác dụng nó làm sao đen tóc và làm mỏng một tóc, nó mà mất đi cái độ nặng nha, nó sẽ không còn nặng của hai bạn nữa. Rồi tiếp tục bên đây cũng vậy, bắt cái tóc bắt bên đây lên, chạy thẳng lên lên 90 độ. Rồi lúc này mình sẽ tỉa mỏng cái này nha. Rồi cái góc độ khi mình nâng lên cái chỗ này nè thì mình có thể là mình bên kia mình ăn sâu vô bao nhiêu thì bên đây cũng phải tỉa cho nó ăn sâu vô tí xíu, bên kia một phân thì bên này cũng phải cho ăn sâu vô một phân cho nó mất đi cái góc cạnh vuông. Rồi chảy cho nó như dài một chút xíu, bấm tỉa mỏng. Còn nếu như mình chảy mà cái ngọn nó cứ túm túm như vậy đúng không, mình tỉa nó hơi khó thì lúc nào mình sẽ tỉa cong lên, mình sẽ tỉa từ trong tỉa ra, để cái kéo chéo nè, vuốt nó từ trong vuốt ra, chéo chéo ra cho nó mỏng cái một phần mỏng. Đó là cách kẹp, cách tỉa ra cho hai bên. Còn nhờ chỉ cho cách đơn giản hơn nữa, đơn giản nữa thì mình bắt sẽ nhanh hơn nữa thì mình sẽ bắt luôn một cái tép bên tay bên phải và một cái tép bên trái. Đã thẳng lên trên tốc độ tầm 75 độ, thẳng lên trên. Rồi lúc này mình bấm mỏng vô đây nha. Khi mà chạy thẳng lên trên, cái điểm cần cái điểm nặng là điểm này nè, chạy thẳng lên trên. Mà khi mà chạy thẳng lên trên mà cái điểm nặng điểm này mà nó bị dương dài thì cần phải cắt nó ra, thì nó phải gạt xéo. Đấy, khi mà thả cái hai vòng bát cái này nó không bị độ nặng, nó chì, nó sẽ nhẹ và nó liên kết mình hơn, thì cái tóc nó có độ mình hơn. Rồi sau khi cắt xong rồi tới khi mà mình kiểm tra thì mình tháo cái khăn tròn của khách hàng ra là mình phải kiểm tra coi hai bên trái phải coi nó đều chưa, nó căng cứng đều chưa, đều rồi hết chút khăn tròn nha. Còn mình cắt xong xuôi hết rồi mình nhiều khi mình không kiểm tra mình tháo khăn tròn ra chảy đo thấy bên ngắn bên dài, rồi mình lại tròn khăn vô mình cắt lại thì nó kỳ nha. Cho nên là trước khi tháo khăn tròn của khách hàng ra kiểm tra kỹ lại cái thả chậm một xíu bạn chắc. Chứ vừa hỏi là có một bạn đi thực tập thôi, cắt xong tháo khăn tròn ra thì lại thì coi một bên ngắn bên dài nó trên lệch, nó trên lệch nhau khoảng hai móng tay, có buộc phải tròn khăn vô thì sẽ cắt lại. Rồi sau khi xong xuôi hết rồi, nãy là cắt xong thì chỉnh khung phía trước rồi, là lúc này mình đã bảo an toàn cho khách hàng này đi qua chỗ khác, người ta có kẹp túc về trước, xé túc về trước cũng sẽ không bị dưng được.
rồi lúc này mình sẽ chỉnh không biết sao, chỉnh không biết sao là trường hợp khách có cái bờ vai và lưng thì mình mới chỉnh được, không biết sao chạy thẳng xuống góc độ, chạy thẳng xuống không sao, chạy thẳng xuống không biết sao như vậy nữa đúng không? Mình sẽ có lưng đỡ lên vậy, mình sẽ bấm bỏ đi những cái điểm dư nhỏ nhỏ, mình sẽ bấm điểm nhỏ nhỏ xuống cho nó ra đi về xuống này. Những cái cọng mò dư dí còn bỏ xuống cho đi về xuống ở đây như vậy, như vậy bấm những cái cọng dư dí nhỏ nhỏ thôi, rồi chỗ nào dày quá thì đưa qua kéo là bấm thì bấm vậy. Nói chung là mình họ cắt cho nó quen tay ngay góc độ đi, rồi khi mà đi thực hành thì tập đó là mình cắt trực tiếp trên khách thật á thì nó sẽ có bờ vai và bấm lưng thì mình dễ chỉnh hơn. Thấy cái phong lá này dễ chưa, dễ cắt không? Phong lá cắt xong lại gàn chữ V thì gọi là phong tóc lá nhỏ nha. Rồi cái tiếp theo đó là sau khi cắt xong á, nếu mà trường hợp mình thấy cái tóc quá dày à, mình muốn tỉa mỏng bớt là phải hỏi ý kiến khách hàng, chứ không được tự lấy kéo tỉa ra thấy dày mà tỉa mỏng là nhiều khi khách hàng không thích tỉa mỏng. Còn đối với tóc uống là khác, đối với tóc uống khi mà thấy tóc quá dày mình tự động lấy kéo tỉa mỏng bớt nha, chứ không cần phải hỏi ý kiến khách hàng nếu mà tóc quá dày. Còn trường hợp tóc dày quá thì mình uống là mình chỉ uống cái phần ngọn đầu ngọn tóc thôi, bung cái ngọn tóc lên đó, chứ không được uống cao, uống cao nó sẽ bị xù, nó dành cho tóc quá dày. Tóc quá dày là không có được uống những cái phơm như là dạng sóng lơi, không uống dạng sóng, tại uống dạng sóng nó sẽ bị xù. Có những cái phơm tóc nó rất là dày nhầm như một bó tóc luôn, mà không nên dạng uống dạng sóng, có thể là dạng uống túc mà túc chia sẻ hoặc túc từ này đâu thì nó sẽ không bị xù. Ngủ quá hả? Rồi để chỉ cho mình cái cách tỉa làm sao để cho nó mịn tóc luôn nè, lấy cái được cái kéo tỉa đây. Còn đây là hướng dẫn tóm tắt cho mình coi luôn này, còn cái tiền tại tóc này nó mỏng mà không nên tiền à, trường hợp sau khi cắt xong mà mình muốn tỉa cho cái phần thân tóc nó mỏng bớt, mình sẽ dùng cái kéo qua tỉa, mình sẽ bấm thân tỉa tóc là không được bấm sát cho đầu quá, nó thả xuống nó bị chọt, nó bị chỉa lên giống như trái chân trơn nha. Bấm ra phần nửa tóc tỉa mỏng thân, bấm nhẹ thân cái, khi mà tỉa mỏng rồi đừng có đưa vô cái thân bóng bột bột hai cái, thả xuống cái nó bị mỏng là mỏng sẽ dài mỏng hai khúc, là khúc như này là mỏng le mỏng một khúc ở trên, khúc này dày là một khúc luôn, nó chia ra làm hai khúc luôn là không được nha. Tỉa mỏng muốn cho nó mỏng là nó từ dày bắt đầu xuống nữa mỏng, bắt đầu xuống nữa càng tới phần đuôi nó càng mỏng thì như vậy mới gọi là mỏng đều. Mỏng đều thì mình bấm thân cái đuôi cái nè, thân đuôi ngọn, khi mà bấm thân cái là nó mỏng một phần đúng không, bấm đuôi cái là mỏng hai phần. Ở trong đây là dày nguyên nè, tới đây nó mỏng một phần nè, tới đây mình bấm cái là đuôi mỏng hai phần nè, tới phần ngọn bấm mỏng cái tỉa xà len nó mỏng ba phần nè, 1, 2, 3 thì như vậy thì cái tóc của mình nó mỏng nó mới mịn, chứ đừng đưa nó bấm bột 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 1, 2, 3 cái không được nha. Và thả xuống luôn, đó là những bạn không biết cách tỉa tóc. Và khi mà tỉa tóc thì mình cứ dùng cái kéo tỉa bén thì là bén để tỉa nó không bị dập, nó không bị hư tóc, tóc dài cứ lấy cái tỉa bình thường không sao hết, đừng lấy kéo lụt là được, tại vì nhiều bạn đưa cái kéo lụt quá đưa vô bóng bị chặt tóc, nó hơn tóc, cho nên nhiều bạn tỉa bằng cái kéo này luôn, tỉa cái bằng cái kéo này cũng được, mất thời gian lắm, cứ lấy cái kéo tỉa mà lượng cái kéo thiệt là bé nha, mình mua kéo theo bộ của nó luôn. Chứ có nhiều bạn là mua cái kéo cắt này, mua ví dụ mua cây 700, còn kéo tỉa mua có tầm 200 ngàn, đó cho nên là mình tỉa nó bị dập, nó hơn tóc. Rồi sau này cái mình dạy cho viên mà mình tỉa tóc bị hư bị dập mình cứ đổi thừa do cái kéo tỉa ha, cho nên cứ sử dụng cái tỉa bé bấm vô không bao giờ dập tóc. Còn cái kéo cắt này là khi mà mình nếu mà trường hợp nó lụt mình cắt nó có bị dập tóc không, mình bấm vô đầu tóc nó cũng tưa hết, nó cũng dập hết bình thường, nói chung cái lụt là dập như nhau, còn bén là không có nào dập hết nha, bấm cái bén bấm vô là đứt luôn. Dập tóc là trường hợp bấm vô cái nó cũng không đứt, rồi bấm bột hai cái đứt thì như vậy là dập tóc, tại lụt quá bấm cái đâu đứt đâu, mà nó bấm mà bị nghe thì cho tóc đứt ra thì nó dập tóc, thì như vậy thì dễ nghe dễ ăn. Còn ai không hiểu phần này không? Dễ không? Ừ. Đó, bình thường tóc lá thì bình thường em coi trên mạng cũng coi như vậy đúng không? Dạ. Ừ. Thì trên mạng thì cũng chia sẻ những bài cách như vậy. Nhưng mà mình muốn cho nó thực tế hơn thì mình cắt tại lốt, rồi sau đó kiểm tra lại coi nó đúng chưa. Nhiều khi mình coi thấy nó dễ, nhưng tới khi mình đụng tay mình cắt thì khó.
Rồi đối với bên thầy là đa số là các kiểu tóc layer là đa số là mình sẽ tạo cái khung trước. Chỗ layer là cái khung gì nó chưa ra layer được đâu. Thí dụ kiểu này mà mình cắt độ tầng cao lên nó cũng xấu. Kiểu layer là cái độ lại nó phải lên cao. Layer là độ lại nhất của nó phải giữa cổ. À, giữa cổ mình cắt lại vì sao? Sau lưng. Rồi sau đó mình mới cắt tầng lên. Và kiểu layer sau layer tự nhiên là cắt layer là không được cắt tầng mà đưa vô cắt thẳng đứt luôn. Nó sẽ không đẹp, không tự nhiên. Layer là cắt tầng theo dạng căng cưa, không chính chất căng cưa, hình lưỡi cưa ngắn dài ngắn dài ngắn dài ngắn dài. Và khi mà mình cắt xong mình nhuộm cúp hoặc mình uống lên nó bung tóc ra nó mới đẹp nên cũng cắt tầng từ dưới cắt lên. Và cắt tầng thì nó có nhiều dạng cắt tầng layer, nhưng mà có nhiều người thợ thì người ta sẽ dơ lên đúng một địa điểm cắt ha, dơ lên đúng một địa điểm cắt. Giống như là khi mà cắt xong có người ta gom hết lên 75 bên trên cắt bột thải xuống, 75 bên trên bột thải xuống, nó cũng có độ tầng. Nhưng mà độ tầng đó nó không liên kết. Độ tầng vẫn cao nhưng mà nó không liên kết. Khi mà mình cắt một địa điểm thả xuống thì ở dưới đây thành thì nó liên kết mỏng, nhưng mà trên đây nó rất là dày. Nó giống như nó bị hai khúc. Cho nên khi mà cắt layer thì mình muốn cho nó chuẩn đều thì cứ nâng từ từ. Nâng từ cấp độ 45 và từ từ 90. Như 45, 75, 90 bắt đầu tiếp tục nó nâng 45, 75, 90 trên. Cứ nâng từng cấp độ, từng cấp độ, từng cấp độ thì độ tầng nó mới liên kết xuống. Còn khi mà mình bắt một cái tóc lên mình nâng 90 độ ngang bằng cách này, cái bột cái thả xuống nó vẫn có độ tầng nhưng mà dưới đây nó mỏng, dưới đây nó bị dày, nó bị độ nặng chứ này, đúng không? Còn khi mà mình cắt tầng vẫn nâng lên 90 nhưng mà mình nâng 45 trước, rồi sau đó nâng lên 75, nâng lên 90, nâng 3 cấp độ, vẫn cho 90 nhưng mà mình nâng lên tới 3 cấp độ thì nó sẽ không bị, nó không bị độ nặng. Thường là cắt một cái kiểu tóc lá như vậy thì trung bình tầm khoảng 7 phút cho tới 10 phút là xong rồi nha, chứ không có lâu. Tại vì trường hợp này là cắt tới đâu hướng dẫn tới đó thì thấy nó lâu thôi, thành ra khi mình vô bài cắt là trong vòng chưa được 10 phút, 5-7 phút là đã xong một cái kiểu tóc lá này rồi. Đưa vô mình cắt xẹt cái là xong. Gặp bà nào tóc xoăn tự nhiên thì cô cần duỗi chưa? Tóc mà nó bị xoăn nó quăng tự nhiên là nếu mà trường hợp cắt mình duỗi trước thì mình cắt đúng không? Là trường hợp là mình phải tư vấn khách hàng đó, người ta chịu duỗi thiệt, người ta chịu duỗi thiệt thì mình duỗi giả cho người ta coi trước rồi mình cắt, rồi nó coi dài bữa sau gì tới duỗi thiệt như vậy thì nó mới đẹp chứ. Còn nếu mà tóc người ta quăng xù giống như châu Phi, mình kẹt thẳng ra mình duỗi mình cắt, mình cắt xong cái form đẹp rồi bắt đầu về nhà nó xù lên, nó cũng rụt, nó đút tóc lên, nó cũng bị lẩm chẩm rồi. À, hoặc là có những chỗ mà nó bị sấy, nó bị quăng, nó bị sấy, mình kẹt thẳng ra mình cắt nó đều tới khi mà gội đầu xong ướt là nó rút lên lại cái là bị lủng. Cho nên là những cái tóc quăng đó thì mình nên để cái quăng tự nhiên, không kẹp nhũ gì hết. Rồi mình vặn tóc là mình cắt sẽ bị sao cho nó ra phong lá nữa. Rồi khi nào mình ta nhũ thì mình vô mình chịu nhũ thẳng vô, thẳng ra. Thì những chỗ nào nó bị xé, nó bị cong rút lên trên, kẹp thẳng ra thì nó sẽ nọt trộn với dư ra. Lúc đó mình cắt chỉnh lại. Cho nên là cắt là mình phải để cho nó tự nhiên. Nhất là những cái cắt máy vậy. Có nhiều người cái máy bị xé, mình cứ kẹp thẳng ra, kẹp cái phơm máy là đẹp, rồi mình cắt về nhà gội đầu xong giật lên xấu, cứ để phơm tự nhiên luôn, cắt gội đầu sai không nó cũng ra tự nhiên như vậy. Cái phần cắt máy thì nữa, học sao cắt máy cũng dễ ha, trong trong mấy cái nhóm học nó có mấy cái phần đó. Và cái bài cắt lá này là lá đuôi nhọn so le. Khi mà mình lên tốc độ lên 45 mình cắt thả xuống thì độ tầng nó có cao lên thành 45 không? Nó cao lên thành bao nhiêu? Duy lên 45 độ thả xuống độ tầng nó cao bao nhiêu? Hả? Cao 45 đúng không? Nên lên 45 là độ tầng nó cao lên thành 45 đúng không? Cao hơn luôn hả? Sao mà cao hơn? Em lên tới góc độ 45 là độ tầng nó cao hơn, em lên tới nó cao là 75 độ luôn hả? Vẫn 45 chứ? Hả? Vẫn 45 chứ? Không 45 đúng không em? 15. Đúng rồi. Nâng lên 45 thả cho độ tầng nó chỉ 15 thôi chứ làm sao mà 45 được. 45 cũng sai nha. Tại vì khi mà mình nâng lên góc độ mình cắt nè, nâng góc độ 45 độ mình cắt thả xuống thì độ tầng nó ngắn ngủn rồi nè, thả cho độ tầng thấp chút xíu à, thì độ tầng thấp tí xíu vậy là độ tầng nghiêng 15 mà. Gọi là độ so le, và độ tầng 15 như vậy là người ta chỉ gọi là độ so le thôi.
Nên cho nên khi mà mình cắt tóc lá xoăn mình lên tốc độ lên 45, không phải là mình tạo độ tầng 45 mà mình tạo độ xoăn le cho tóc. Và độ xoăn le cho tóc thì độ tầng của nó chỉ như đây thôi. Nó xoăn le ngắn dài như đây thôi thì gọi là tốc độ 15 thôi. Chứ không có được 90 đâu nha, không có được 45 đâu. Trường hợp mà mình lên tốc độ 45 cắt thả xuống mà độ tầng nó cao cái khúc gì nè. Là bằng một tốc độ 45 ngang tay. Còn nó đóng được nha. Còn khi mọi nâng lên 90 trên thả xuống độ tầng nó phân nửa tóc thì nâng lên 90 trên thả xuống độ tầng thành 90 ngang trước. Phải mình phải trừ hao ra nữa chứ không phải là nó nâng lên 90 trên là độ tầng phải cao tốt cái trình đỉnh, không phải vậy. Rồi cái bài tóc lá này thì nếu mà trường hợp những bạn nào mà cắt quen tay nhanh tay hơn nữa thì mình khi mà thấy một mái tóc nó quá mỏng túm nó thành một té cắt luôn. Tại vì có những cái khách hàng vô lúc trước có những khách hàng vô tóc cũng lem lét à, nguyên một cái tết tóc và bằng nguyên một cái một nửa phần tóc khách hàng mà bằng tấm, khi mà tấm lại bằng có một tết tóc thì mình tấm lại một tết mình cắt một phát một, rồi ở đây cũng tấm là tết cắt một phát một rồi chỉnh khung chỉnh tầng đó là xong chứ không cần phải chi ra nhau mất thời gian. Bình thường cái tóc đá có cách kiểu này không ai cách kiểu nào chi tóc phải không? Thường là cắt một cái đầu tóc lá có bao nhiêu phút? Hơn nửa tiếng. Như vậy thì dài quá đâu. Tại vì mình phải tranh thủ mình cắt thời gian trung bình tối đa lắm là 15 phút thôi. Để mình cắt xong mình còn uống vũ nhộm người ta. Nếu mình cắt lâu quá thì hồi mình uống vũ nhộm nữa. Nhiều khi không kịp dịch vụ thì mình sẽ bị mất dịch vụ. Tại vì lúc trước có một bạn cắt lâu quá, khách hàng bắt đầu là người ta uống nhờ đúng không? Và mình cắt lâu quá, hoặc mình uống xong hết giờ người ta rồi. Bắt đầu người ta không nhận, người ta hẹn buổi sau lại, buổi sau ta đi luôn. Ta qua chỗ khác ta nhận luôn, mình bị mất thì chịu nhận. Cho nên cố gắng cắt làm sao cho nhanh thì mình còn làm hóa chất cho nó kịp, thời gian mới có tiền nhiều được. À, nhớ những bài cắt này là nha, Khương, Nhi. Nữa phải tập luyện là hết. Nói cho mình cứ tập luyện cái kiểu này đi lại hoài liên tục. Chỉ cần giỏi cái kiểu này là từ kiểu này mình sẽ sang cái kiểu layer thì mình sẽ cho nó cao lên tí xíu. Và độ tầng mình cũng cắt dần cao lên lại thành cao layer. Layer là gọi là kiểu tóc cũ. Còn những cái form ngang thường, ngang sau đây màu những form quá vậy. Và những form trong những form tóc ngắn là form tóc té, là form khó đó. Còn những form ngang chuối tầng chuối đổ hay là form tóc bóp là nó dễ hơn. Tóc tém là tóc tém hai cái kiểu tóc tém kiểu kiểu ngắn là khó nhất là tém tém nhật và tém stone hai kiểu đó, còn mấy kiểu kia dễ, mấy kiểu kia là nhẹ, tóc kiểu thì dễ hơn. Rồi bây giờ mình tập luyện cho thuốc lại hết rồi em cắt đi nha.